Hey, xin kính chào tất cả mọi người đã đến với kênh ô tô cổ Sài Gòn nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị đây là chiếc Fortuner bản 2.5 hộp số sàn, máy dầu, một cầu, được sản xuất 2015. Xe này đi được 86.000 km, xe màu bạc, biển số Thành phố Hồ Chí Minh nha. Xe này được khách ký gửi bên em. Thì bên em vẫn có mua, bán và ký gửi. Thì anh chị nào mà muốn bán xe với giá tốt thì nên liên hệ với em qua số điện thoại 0933993122 nha. Bên em có nhận ký gửi, mua với giá tốt nhất cho anh chị. Đây là bản Fortuner máy dầu bản 2.5 nha, hộp số sàn, xe này một cầu, đi được 86.000 km và được sản xuất 2015, xe màu bạc, biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị nào mà quan tâm thì hãy liên hệ với em ngay nha, hoặc là đến ngay số 250 Lưu Niệm của phường An Phú quận 2 để xem xe và được chạy thử. Đây là cái chá đèn của chiếc Fortuner được sản xuất 2015 nè, còn rất là mới nha anh chị. Đèn gầm. Đây, xe này trang bị mâm 17 inch nha, hộp kim, hộp mâm đúc, hộp kim nhôm nè, màu xám nha, có phanh ABS nè, rồi cân bằng điện tử và hai túi khí. Đó, trên gương hậu có tích hợp đèn xi nhan báo rẽ nè. Đây, trên cánh cửa nè, được làm bằng nhựa cứng cao cấp nè, ốp nỉ. Nút điều khiển kính trung tâm. Đây là điều chỉnh gương hậu hai bên nè. Đó, gập gương điện nha. Xe gập gương điện. Có cảnh báo chống trộm nè. Trang bị nội thất nỉ màu kem, ghế chỉnh tay thôi. Thì trần đã được bọc ni lông rồi. Đó, trần bọc ni lông. Thì vô lăng nè, trên vô lăng thì được bọc da và có ốp thêm một cái bao tay nè. Vô lăng bọc da tích hợp với các nút điều khiển âm thanh nè. Âm thanh. Đây. 86.000 km nha, hàng số đi 86.000 km. Hệ thống điều hòa chỉnh tay thôi anh chị. Hệ thống điều hòa chỉnh tay. Xe đã lắp thêm màn hình DVD nè. Đây là chìa khóa của chiếc Fortuner nè. Có nút là mở cửa từ xa nè. Đây đồng hồ nè. Đi được 86.054 km. Trang bị màn hình DVD của Toyota luôn ha. Ở trên này có một cái đồng hồ LCD nhỏ. Còn hãy bật radio lên lúc 16 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Kết quả sổ số kỹ thuật bến tre được trực tiếp. Xe này trang bị hai túi khí nha anh chị. Một túi khí cho bên tài xế trên vô lăng và một túi khí bên ghế hành khách phía trước nha. Vậy này có trang bị báo va chạm nè, báo khoảng cách đó, báo va chạm. Sửa kính nè, hệ thống lạnh phía sau. Rồi mồi thuốc, sạc điện thoại dự phòng vân vân. Thì chỗ bị bộ bệ ti tai được ốp gỗ nha anh chị. Nè, ốp gỗ màu đen nhìn rất là đẹp nha. Nhìn sang trọng nha. Đây, ốc cửa nè, còn dấu sơn zin nha. Như sơn zin của nhà sản xuất chưa có dấu thấu mở nha anh chị. Keo chỉ nè, keo chỉ cửa trước trái bên tài xế nè. Đó, ok hết. Đây là bảng mức tiêu thụ nhiên liệu nha. 7,4 lít trên 100 km đường kết hợp, 9,1 trong đô thị, 6,4 lít ngoài đô thị nha. Xe này có thể mình chạy dịch vụ thì cũng tương đối là tiết kiệm đó anh chị. Đây là dãy hàng ghế thứ hai của chiếc Fortuner. Bản máy dầu được sản xuất 2015 nha anh chị. Trang bị nội thất nỉ nè. Xe này là xe cá nhân, xe này là xe cá nhân đứng tên nha. Có cửa gió ở phía sau luôn nè, có cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba luôn.
khá rộng rãi nha. Phần sau là phần tăng chống nha anh chị, phần sau là phần tăng chống nha. Và đây là phần phía sau của chiếc Fortuner nha. Xe này được trang bị cảm biến va chạm nè, có cảm biến va chạm và có cái cản, cái cản là bằng lắp thêm nè, cái này là lắp thêm nè, cái này lắp thêm nè, này cản phía sau nè. Cụm đèn phía sau là đèn thường thôi. Và xe được lắp thêm camera lùi nha, camera lùi nè. Và có đèn phanh trên cao nha anh chị, có đèn phanh trên cao luôn. Để mở nắp cốp luôn. Và đây, nắp cốp phía sau em đã mở lên rồi nè. Vậy ốc nắp cốp phía sau nè, còn miếng sơn zin nha, chưa dấu thoáng mở nha anh chị. Theo chỉ là ok hết 100%. Đây đồ nghề và theo xe còn đầy đủ nha, kích nè, rồi đồ nghề còn đầy đủ nha. Em xin công bố luôn, xe này có giá bán là 763 triệu nha anh chị. Fortuner bản 2.5 hộp số sàn, xe một cầu, được sản xuất 2015, biển số Thành phố Hồ Chí Minh, xe màu bạc nha. Có giá bán là 763 triệu. Tiếp theo để em quay cái phần khoang máy nha. Đây là khoang máy của chiếc Fortuner bản máy dầu nha anh chị, bản 2.5 MT hộp số sàn. Xe sản xuất 2015, xe biển Thành phố Hồ Chí Minh, có giá bán là 763 triệu. Để em quay chi tiết tất cả ốc nắp capo phía trước nha, còn nước sơn zin nè, chưa có dấu thoáng mở anh chị. Đây cái Toyota nè, đóng dấu của nhà sản xuất luôn nè, còn nguyên bản nha. Đây phần đầu nè, phần đầu giá đỡ trước nè của chiếc Fortuner ha. Đó. Tiếp theo là ốc máy nè, ốc động cơ nè, ốc chỗ cái bơm nè, cái bơm nước nè. Đó. Tất cả là ok hết, một số động cơ nguyên bản nha. Thì bên em có nhận ký gửi hoặc là mua bán, thì anh chị nào mà muốn bán xe với giá tốt nhất thì liên hệ với em nha, 0933 993 122. Em xin nhắc lại, đây là chiếc Fortuner bản 2.5 MT hộp số sàn một cầu, được sản xuất 2015, xe màu bạc, biển số Thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị, đi được 86.000 km và có giá bán là 763 triệu. Nếu anh chị nào mà quan tâm đến dòng Fortuner thì em đã giới thiệu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0933 993 122, hoặc là đến trực tiếp để xem xe và chạy thử nha. Bên em có hỗ trợ vay ngân hàng VIP lên đến 70%. Thì em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã bỏ thời gian quý báu ra để xem video này. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để được xem những video tiếp theo là người đầu tiên nha. Vâng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.